Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông do xe ô tô kinh doanh vận tải chiếm từ 30 đến 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên toàn quốc. Tại Đà Nẵng, từ ngày 1 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai đợt kiểm tra, nhắc nhở xe vi phạm. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, trạm kiểm soát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố tiến hành kiểm tra tất cả phương tiện ô tô tải, ô tô khách đang lưu thông qua địa bàn để kiểm tra việc chấp hành quy tắc giao thông, điều kiện cần và đủ của phương tiện lưu thông trên đường, tổ chức đo nồng độ cồn, chất ma túy của người điều khiển và phụ xe, đồng thời kiểm tra hàng hóa liên quan đến lệnh vận chuyển, hành trình vận tải, hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách cũng như kiểm tra quy định về lắp camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Qua kiểm tra, hầu hết người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, cung cấp đầy đủ giấy tờ để tạo điều kiện cho lực lượng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ. Thì trong cái đợt này thì cũng chạy suốt không mà nên không có nắm bắt được cái tình hình là cái bộ đi xuống. Thì đi đường dài thì mình cũng đi đúng cái tốc độ thôi để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là đặc biệt là riêng cho mình. Thứ hai là cho người đi đường. Thứ ba là để cho cái hàng hóa cho nó thành công cái việc mà mình giao nhận. Em thấy kiểm tra rất là cần thiết, mặc dù là hơi bất tiện nhưng em thấy đấy là điều cần thiết. Trên mặt đường các đối kiểm tra là cần thiết nhất để cho đảm bảo về tính mạng con người và tài sản cũng như là tham gia giao thông trên đường nó được an toàn hơn. Theo ghi nhận của phóng viên, qua tuần đầu kiểm tra, các lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm có liên quan đến sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện. Các lỗi vi phạm khách quan khác được lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở, phải bổ sung đủ giấy tờ khi đưa phương tiện vào lưu thông. Ngày đầu triển khai tổ chức ra quân, thì lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu tập trung là vừa tuyên truyền, vừa xử lý cái gần như là cái lực lượng lái xe, nhà xe hiện nay họ tiếp nhận cái thông tin trên các phương tiện này, thông tin đại chúng rất là tốt, nên họ chấp hành rất là tốt, tỷ lệ vi phạm là rất là thấp so với ngày thường. Còn tại trạm cảnh sát giao thông cửa Hòa Hải, đảm trách việc kiểm tra xe tải, xe container, xe khách từ vùng giáp ranh tỉnh Quảng Nam ra vào trên trục đường Trần Đại Nghĩa, quận Hoàng Sơn, qua trục đường Ngô Quyền Yết Kiêu, quận Sơn Trà đến cảng Tiên Sa. Qua kiểm tra chưa phát hiện lái xe sử dụng chất kích thích cũng như các phương tiện đều đảm bảo kỹ thuật khi đưa vào lưu hành. Đây chúng ta làm hai giai đoạn, nhất là giai đoạn tuyên truyền, nhắc nhở cũng như viết cam kết đối với tài xế. Giai đoạn thứ hai là kể từ ngày 15 tháng 8 chúng ta sẽ tiến hành tổng kiểm soát và xử lý các lỗi, các hành vi vi phạm có liên quan đến các nguyên nhân mà có dẫn đến tai nạn giao thông. Và tình hình qua thời gian giai đoạn 1 thì đa số tài xế cũng như người điều khiển phương tiện trên tuyến hết sức chấp hành và qua đã viết nhiều lượt cam kết chấp hành các quy định của luật giao thông cũng như các nội dung mà kế hoạch tổng kiểm soát đã đề ra theo quy định của Bộ Công an, của Công an thành phố cũng như của Phòng Cảnh sát Giao thông. Theo kế hoạch của Bộ Công an, sau 2 tuần thực hiện công tác tuyên truyền nhắc nhở, đến ngày 15 tháng 8, các lực lượng chức năng sẽ đồng loạt ra quân, tổng kiểm tra trên toàn địa bàn, đồng thời sử dụng tối đa hệ thống camera giám sát trên tuyến để phát hiện vi phạm. Phối hợp với Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải bằng đường bộ.